Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ thí nghiệm màu chung với bút xóa nha. Chúng ta sẽ cần giấy và bút xóa và màu. Thứ nhất, chúng ta sẽ dùng một tờ giấy ghép đôi lại. Gấp đôi lại là như gì không? Gấp đôi lại thì nó sẽ không bị nhớt nhớt cái bàn nữa các bạn. Thứ nhất chúng ta sẽ dùng bút xóa. Mình sẽ tô. Xem nào. Các bạn có thấy cái màu bút xóa nó năng lên không các bạn? Đây nè. Các bạn thấy không? Thí nghiệm của mình đã thành công rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Cá Anh Trinh Mimi Channel nha. Bye bye.